Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các bạn tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Cuối cùng thì chú Putin cũng đã lọt vào tầm ngắm của cả thế giới. Chú sẽ làm mục tiêu, mục đích và một gì đó để cả thế giới làm cái điều này. Nội dung thứ hai, rầm rộ, Mỹ đã điều động máy bay, tàu chiến khắp châu Âu để làm gì? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Hơn 4 tháng vừa qua, sau khi chú Putin khởi động cái cuộc xâm lăng, chú chưa có đạt một cái kết quả gì mà theo sự mong muốn của chú. Nhưng đổi ngược lại thì chú đã bị thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề. Nền kinh tế thì đang sụp đổ, đứng trước bờ vực thẳm dở nợ trong cái tháng 7 này. Rầm rộ các quốc gia đồng minh chiến hữu, không ai chơi với chú, bị cô lập. Rồi chưa hết đâu, cứ mỗi 10 năm một lần khối NATO người ta họp và người ta thảo luận một cái sứ mệnh. Và kỳ này, ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO ông Jens cho biết như thế này. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha, các thành viên của Liên minh NATO đã nhất trí để mà khái niệm một cái chiến lược mới. Và đây là mỗi 10 năm một lần, để họ phát thảo ra một cái sứ mệnh và cái lập trường của Liên minh NATO để đối phó với các nước không phải là thành viên và là kẻ thù và là nguy hiểm của thế giới. Thì bây giờ chú Putin là cái điểm nhắm cho khối NATO, mấy chục quốc gia trên thế giới nhắm vào chú hiện tại bây giờ. Trong cái khái niệm chiến lược mới này, NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp của nhân loại và thế giới, cũng như là một cái mà coi như nguy hiểm cho an ninh của cả thế giới và hòa bình của cả nhân loại ở khu vực châu Âu và Đại Tây Dương. Ngoài ra, bên cạnh đó, NATO cũng coi Trung Cộng là một cái thách thức đối với lợi ích an ninh của sứ mệnh NATO. Tức là bây giờ, NATO đưa chú Putin vào cái tầm ngắm, tự nhiên đùng một cái chú ăn ngon ngủ ngon, ngủ ngon chú không chịu, chú đem quân đi quánh diệt lên. Bây giờ đổi ngược lại là chú bị lọt vào sổ mè đen của tội phạm quốc tế, truy nã quốc tế, tội ác chiến tranh. Rồi bây giờ chú còn bị rầm rộ mấy chục quốc gia trên thế giới đưa chú vào cái tầm ngắm là nguy hiểm và coi như là mối đe dọa cho cả cái thế giới này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới vào ngày hôm qua chú Bảy đã ký một cái sắc lệnh rầm rộ các tàu chiến, máy bay chiến đấu và quân lính Mỹ ồ ạt rải rác khắp vùng châu Âu. Vì sao, tại sao? Mời quý vị nghe chi tiết nhé. Loài người chúng ta đang đứng trước đường tơ kẻ tóc của chiến tranh thế giới lần thứ ba. Hơn 4 tháng vừa qua, chú Putin đã nhiều lần dùng hai từ hạt nhân. Bên cạnh đó, chú cũng đã nhiều lần cảnh báo chiến tranh thế giới lần thứ ba. Chú này, chú rất là hung hăng, cũng như là chú rất là cũng như sai máu về cái chuyện quánh nhau, giết nhau đó. Hiện tại bây giờ thì thế kỷ 21, quý vị thấy đó, vòng quanh thế giới không có một ai, không có một cái tổng thống nào mà sai máu hăng máu như chú Putin và chú Tập. Lúc nào cũng suy nghĩ tới cái chuyện quánh nhau, giết nhau. Rồi, vào ngày hôm qua, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ điều thêm các tàu khu trục, hệ thống phòng không
và tái bố trí lực lượng về phía Đông Âu. Rồi bên cạnh đó, lực lượng của NATO sẽ được củng cố từ mọi hướng, đất liền, trên không và trên biển, để mà sẵn sàng cho cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Theo như NATO cho biết, chú Buri trước sau gì chú cũng không chịu đứng yên, cho dù chú có chiếm được Ukraine, chú cũng sẽ không có dừng lại ngay chỗ đó đâu, mà chú sẽ mượn cái đà Ukraine để chú tiến xa thêm nữa. Bây giờ thì NATO đã biết được cái mục đích của chú Putin, cho nên họ chuẩn bị và Mỹ đã điều động tất cả những cái gì trong khả năng của nước Mỹ qua bên phía châu Âu để củng cố đồng minh và để cùng với đồng minh sẵn sàng cho cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Theo như kế hoạch này, Mỹ sẽ tăng thêm khu trục từ 4 chiếc lên 6 chiếc ở Rota, Tây Ban Nha, và lập trụ sở quân đoàn 5 ở Ba Lan. Các khu trục lớn bất kỳ này có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không, phóng tên lửa hành trình cũng như là tuần tra, và tạo ra một cái lá chắn tên lửa cho các đồng minh ở vùng Nam Âu. Chưa hết đâu, Washington cũng sẽ bổ sung lực lượng ở Romania gồm 3.000 binh sĩ và 2.000 nhân viên đối tác, và tăng cường triển khai quân lính đến các nước Baltic. Ngoài ra, Mỹ sẽ điều thêm 2 phi đội tiêm kích tàng hình F-35 tới Anh, tăng cường năng lực phòng không cùng các năng lực khác ở Đức và Italy. Nôm na là bây giờ khắp các vùng châu Âu đều có quân đội Mỹ hiện diện có mặt để sẵn sàng cùng với đồng minh tác chiến, chiến đấu. Kể từ khi Nga mở cái chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 3, Mỹ đã triển khai thêm 20.000 binh sĩ đến châu Âu, nâng tổng số binh sĩ đồn trú ở đây lên cả 100.000 rồi quý vị nhé. Tức là hiện tại bây giờ cả 100.000 quân lính Mỹ đó, chỉ nói về người Mỹ thôi đó, là cả 100.000 ngay tại cái châu Âu rồi. Bầu trời châu Âu bây giờ là F-35 rầm rộ everywhere. Chú Putin chú chỉ cần rút rịch một trong những thành viên của NATO thôi thì sẽ là bum 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 everywhere, sẽ dội bom vào nước Nga. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung cuối cùng, nó liên quan tới cuối cùng thì ông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chấp nhận cho Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, nhưng ông ta kèm theo một cái điều kiện, và cái điều kiện đó là gì? Sau đây mời quý vị nghe chi tiết nhé. Thì trong mấy tuần lễ vừa qua, ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng coi như là ăn dạ nằm dạ, khóc lên khóc xuống, la lên la xuống, ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển gia nhập vào NATO. Thì trong 30 thành viên mà chỉ cần có một thành viên không đồng ý thôi thì Phần Lan và Thụy Điển sẽ gặp khó khăn. Nhưng cuối cùng thì vào ngày hôm qua, Ankara đã chấp nhận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng với một cái điều kiện như thế này là dẫn độ 33 nghi phạm khủng bố theo thỏa thuận mở đường cho hai Bắc Âu gia nhập NATO. Tức là ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ổng muốn Phần Lan và Thụy Điển đưa 33 nghi phạm khủng bố gì đó, mà theo như ông ấy nói là khủng bố đó, trong cái danh sách của nước Thổ Nhĩ Kỳ đó, đưa cho ổng đi, thì sau đó ổng sẽ chấp nhận cho Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Chúng tôi sẽ yêu cầu dẫn độ những kẻ khủng bố từ các nước liên quan trong khuôn khổ thỏa thuận mới. Đó là những gì mà Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố vào ngày hôm qua. Ông cho hay là Ankara yêu cầu dẫn độ 12 nghi phạm từ Phần Lan, 21 nghi phạm từ Thụy Điển. Những người này là những thành viên của người Kurd, nó gọi tắt là PKK, hoặc là một nhóm thành viên gì đó. Nó nôm na là Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là những người này là khủng bố nước Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên bây giờ họ muốn bắt những người này. Nếu giao những người này cho tôi thì tôi sẽ cho ông vào NATO. Đó nôm na là như vậy. Tức là không phải tự nhiên mà ổng cho vào đâu, mà ổng phải kèm ra một cái điều kiện quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lẹ buổi sáng ngày thứ năm, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữa bình luận để chia sẻ ý kiến của mình. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo, tôi này có cái channel thứ hai,
tên là Tony Lee Houston. Chút xíu nữa tôi sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, thức ăn, phong cảnh, xem cho vui, xem giải trí, xem để biết. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và cái chuông của channel thứ hai để nhận được những cái video mới nhất trong channel nha. Have a good day. Bye bye.